Hello, xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình bị cảnh sát quay các bạn ơi. Lần đầu tiên ở bên Mỹ bị cảnh sát quay. Các bạn thấy không? Đó, đó, chiếu đèn chớp chớp. Thì khi mà các bạn chạy xe quá tốc độ thì cảnh sát nó sẽ quay các bạn. Đó, các bạn thấy không? Lần đầu tiên ở bên Mỹ trong cuộc đời nhân lì YouTuber đẹp trai bị cảnh sát thổi các bạn. Thì đó, đó. Các bạn biết không, mình đang chạy các bạn, mình đang chạy thì tự nhiên ở sau lưng mình đó đèn nó chớp bạn, mình tưởng Noel các bạn, ai ngờ cảnh sát thổi mình đó, man cảnh sát đẹp trai quá trời luôn. Ok. Bây giờ thì mình không được đi ra xe các bạn nhé, mình đi ra xe nó bắn mình các bạn. Ok, bây giờ họ sẽ kiểm tra giấy tờ của mình. Thì mình sẽ mở cái cửa sổ này xuống để mà cho anh cảnh sát nói chuyện với mình các bạn, tại vì họ không có cho mình ra xe, để mình ra xe là họ bắn mình. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ chạy xe vượt quá tốc độ thì cảnh sát họ quay mình là bình thường thôi các bạn, đừng có gì ngạc nhiên cả, đóng tiền phạt thôi. Bây giờ họ sẽ kiểm tra coi mình có phải là di dân lậu hay không, mình có hợp pháp không, mình có lái xe hay không, mình có giống như là bảo hiểm xe hay không, xe nó căng cấp hay không, nói chung là mình có tàn trữ vũ khí hay không các bạn. Thì khi mà họ thổi mình vô, họ sẽ chiếu đèn và họ sẽ mở cái đèn bên đây các bạn thấy không, họ sẽ chiếu thẳng xe của mình. Khi mà trời tối cái đèn nó sẽ chiếu thẳng xe của mình để cho cảnh sát nó thấy xe của mình các bạn. Quay cho các bạn coi để biết, để coi bên Mỹ các bạn thấy không, mình bị cảnh sát bắt mà vợ mình nó ngồi im re các bạn. Thì các bạn biết không, đường á nó cho là 40 mile các bạn, mà mình chạy lên tới 60 mile luôn. Thì anh cảnh sát này anh hỏi mình là mới đi làm vậy không, mình nói là em mới đi làm về anh ơi. Thì anh cảnh sát này anh nói là bây giờ tôi chỉ cảnh cáo thôi cho anh đi, nhưng mà họ vẫn kiểm tra giấy tờ của mình các bạn ha. Thì không biết là thì thường họ sẽ dừng mình lại tầm 50 phút bạn. Hồi nãy mình chạy các bạn biết không, mình chạy xong rồi tự nhiên đèn nó chiếu chớp chớp, mình tưởng là Noel hay lễ hội mà nó chiếu chớp 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 thấy không. Thì các bạn bị cảnh sát thổi các bạn phải tấp vô ha, tấp vô. Để mình quýnh cái đầu mình xù lên để cho anh cảnh sát ảnh thấy tội nghiệp, ảnh không có phạt mình các bạn. Bữa nay gặp canh này anh Hạnh hơi hiền, anh nói là bữa nay anh chỉ warning mình thôi chứ anh không có phạt mình. Bạn ơi, okay. Bây giờ thì anh đã cho mình đi rồi thì bây giờ mình sẽ được đi các bạn ha. Thì thường thường khi mà mình đi á, anh sẽ chạy theo mình. Bạn ơi, như vậy thì mình đã về tới nhà rồi. Thì hồi nãy mình đang chạy trên đường các bạn, tự nhiên cái mình hổ không đi nữa. Các bạn biết không, mình đang chạy thì cái con đường nó rất là vắng các bạn. Nó chỉ cho mình chạy 40 thôi mà mình chạy tới 60 luôn, tự nhiên cái ở sau lưng của mình á nó chớp chớp đèn xanh đèn đỏ lên, cái lúc đó mình cũng chẳng để ý đó các bạn. Không. Xong rồi cái tự nhiên cái mình nhìn lên kiến cái có chiếc xe cảnh sát nó chạy sau mình các bạn. Thì ở bên Mỹ này khi mà cảnh sát mà nó thổi đèn các bạn như vậy đó, thì các bạn phải tấp vô lề và các bạn phải đợi nó. Thì mình tấp vô lề xong rồi mình phải ngồi ở trong xe các bạn nhé. Các bạn không được bước xuống xe, các bạn bước xuống xe là cảnh sát nó lấy súng nó bắn các bạn. Ok, theo luật là các bạn phải ngồi yên trong xe. Mình biết là có mấy ông Việt Nam ổng hay mở cửa xe, ổng chạy tới xe cảnh sát năn nỉ đó, chú ơi chú tha cho tôi đi. Cái đó là bên Việt Nam các bạn nhé. Thì mình đậu xe vô, mình tắt xe vô bạn, mình ngồi trong xe thì anh cảnh sát anh tới và ảnh đứng cái bên cái cửa kia. Xong ảnh kêu mình mở cái cửa kia xuống, thì mình mở cửa kia xuống. Xong mình ảnh mà hỏi là mày làm gì, mày chạy cấp gì, mình nói là mình mất ỉa các bạn. Anh hỏi là mày làm mày chạy cấp giờ à. Thì mình nói là mình đi mất ỉa các bạn, mình đi về. Anh nói là anh nhìn mình là anh nói mà có phải là mày mới đi làm vậy không đó. Thì ảnh mới coi bằng lái xe của mình với lại bảo hiểm xe của mình. Nếu như mà các bạn không có bảo hiểm xe là bị phạt đó nha. Đó. Ở bên Mỹ là bảo hiểm là rất là quan trọng mà. Rồi sau đó cả ảnh mới nói mình là thôi bây giờ đó, bữa nay chỉ là warning mày thôi nha, là cảnh cáo thôi nha, không tính tiền các bạn thấy không. Trời ơi, ở bên Mỹ cảnh sát nó thổi mình vô, nó kiểm tra mình gần 15 phút xong nó cho mình đi, không tốn tiền mà. Gặp bên Việt Nam là nãy giờ là tốn gần lần mấy trăm ngàn rồi đó, chưa có hỏi han gì là đút cho mấy anh cảnh sát 200 ngàn rồi đó. Bánh mì á các bạn, bên Việt Nam gọi là bánh mì đó nha. Bởi vì mình thấy bên Mỹ á các bạn biết không, có nhiều người Việt Nam mới qua bên Mỹ gặp cảnh sát sợ lắm bạn, đòi lấy mốc 100 đô rồi đút lót cho nó.
Thì hồi xưa tới giờ các bạn mình ít bị cảnh sát bắt lắm bạn. Nếu mà mình bị cảnh sát bắt hoài là mình bị tịch thu bằng lái các bạn. Nếu mà mình bị cảnh sát bắt hoài là mình bị tịch thu bằng lái chứ không. Bữa hôm nay là bị warning các bạn. Nhưng mà không tốn tiền ha. Nó thật sự thì đi đi vượt quá tốc độ là bị hoài các bạn, không có gì bị, không chỉ bình thường ở Mỹ các bạn. Lâu lâu quay clip cho các bạn coi để có cái gì nó mới mẻ, thấy mình hy sinh lớn lao chưa. Bây giờ thì để mình trụng hoành thánh rồi mình ăn đi các bạn ha, rồi mình sẽ quay video clip khác cho các bạn. Lâu lâu mới có dịp cảnh sát thổi quay cho các bạn coi để cho các bạn biết cái cảm giác mà cảnh sát thổi nó như thế nào. Nó thật sự thì hồi xưa lúc mà mình qua Mỹ mình bị cảnh sát thổi bạn, mình cũng thấy bình thường thôi các bạn ha. Chỉ khi nào mà xe cứu lửa nó thổi mình mới sợ, tại nó xe cứu lửa nó thổi đó các bạn, nó kêu lớn lắm, nó kêu ê ni ni ni, nó bốc kèn đủ thứ chứ, nó làm mình sợ các bạn. Còn cảnh sát nó thổi mình nó chỉ mở đèn thôi chứ nó không có bốc kèn. Chừng nào mà các bạn cố gắng chạy nó mới bốc kèn, còn các bạn tấp vô nó không bốc kèn. Thì đó là những cái câu chuyện về cảnh sát Mỹ các bạn. Cảnh sát Mỹ nó không có ăn hối lộ luôn nha các bạn, đừng có nhét tiền cho nó. Nhưng các bạn nhét tiền cho nó hỏi là tiền này tiền gì không, rồi rồi nó còn bắt các bạn nữa đó. Sao 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 ngồi xuống đi, ngồi xuống đi chi, con nó đẹp các bạn ơi, con đẹp, nó sợ thì á. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, mấy ông cảnh sát tụi họ hay có đeo một cái camera ở trước ngực, trước cái da của họ nè, cho nên nếu mà các bạn mà làm gì là camera nó quay là hết, nó làm bằng chứng đó nha. Đó, các bạn mà nhét tiền cho cảnh sát Mỹ là bị phạm tội đó. Ở bên Mỹ ăn hối lộ là tội lớn lắm á, cho nên mấy ông cảnh sát ông không dám ăn hối lộ đâu. Cho nên các bạn mà nhét 100 đô cho ổng á là các bạn bị bắt liền á. Ok, đừng đừng có nhét tiền cho cảnh sát nha. Không, bây giờ các bạn bị phạt đúng không? Các bạn bị phạt thì các bạn đi đi mướn mấy cái ông mà để làm giấy phạt cho các bạn á. Ổng ăn có 100 đô, 200 đô à. Mà có nhiều người Việt Nam thôi thôi, thôi nhét cho cảnh sát cái 50 đi, đợi ông cho các bạn đi. Nhét cho ổng xong ổng bắt luôn á. Ở bên Mỹ là không có ăn hối lộ được đó các bạn. Mấy ông cảnh sát Mỹ ốm nhom nhách rồi các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây đi các bạn ha. Nó 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 nói các bạn biết không, cảnh sát bên Mỹ nghèo đó các bạn nhé. Có nhiều người cảnh sát Mỹ các bạn biết không, cảnh sát Mỹ đó họ không có giàu giống như cảnh sát Việt Nam đâu. Có nhiều người cảnh sát đang đi làm nhiệm vụ á, xong rồi bị mấy người Mỹ đen bắn chết các bạn, là vợ con ở nhà là đói luôn, không có tiền luôn các bạn, không có tiền luôn, phải sống nhờ trợ cấp chính phủ nha. Cho nên không phải cảnh sát bên Mỹ là giàu đó các bạn. Ở bên Mỹ này chỉ có đi làm nail mới giàu thôi, chứ mấy cái người đi làm cảnh sát cũng cũng bình thường các bạn, làm công ăn lương mà. Ok, nhiều khi bạo loạn bị Mỹ đen tụi nó trả thù tụi nó bắn á, cũng khổ lắm các bạn nhé. Cho nên các bạn biết không, nói thế này nó thiệt mà, có nhiều fan hâm mộ của mình là cảnh sát luôn các bạn. Ok, bây giờ nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ ăn bún, các bạn ăn hoành thánh đi các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Để coi có cái gì nó mới mẻ quay cho các bạn coi coi.